Chào các bạn, lâu lắm rồi thầy trò mình mới gặp lại nhau. Những em có học V91 thì còn gặp thầy qua các cái bài ôn. Còn những em không học thì lâu lắm rồi mình mới lại gặp lại ha. Sắp tới thầy sẽ ra khóa học V92 để phục vụ cho các em thi dòng huyện và dòng tỉnh. Các em vào cái trang web của thầy ngay để biết thêm thông tin nha. Bây giờ ta giải vòng số 13, bài thi đầu tiên. Máy tính bỏ túi chuẩn bị kìa. Mới vô gặp đừng để điểm rơi là thấy sầu rồi. Hệ số góc của đường thẳng này là bằng hệ số A đó. Hệ số A bằng 2 nè. Tung độ góc là hệ số B cũng bằng 2 luôn ha. Là lý thuyết thôi mà. F3 bằng 10, vậy các em thay x bằng 3, bằng fx thay bằng 10. Vậy là ta sẽ có là 10 bằng 3m cộng m cộng 2. Vậy là 4m bằng 8, vậy m sẽ bằng 2. Dễ vậy trời. Phải 5 nhân 4,8 lấy căn. Căn 36 thì bằng 6 nha. Đề lớp 9 coi bộ dễ lắm. Này bấm máy luôn. À, hai cái này bằng nhau mà. 26 độ và 64 độ là phụ nhau. Sin góc này bằng cos góc kia, vậy trừ nhau là bằng nhau, bằng không. Bằng nhau trừ nhau là bằng không ha. Cho hai đường thẳng D1 và D2. Để D1 và D2 cắt nhau tại điểm có tung độ bằng 3. Tức là hai cái tung độ góc của hai đường thẳng đó đều bằng 3 hết em nhé. Cho hai đường thẳng. À xin lỗi, không phải. Bây giờ thầy gọi A là giao điểm. Là giao điểm của hai đường thẳng đó. Thì thầy sẽ suy được cái điều sau đây. Thứ nhất là y của điểm A. Y của điểm A là bằng trừ 2xA cộng 1. Đồng thời y của điểm A cũng sẽ bằng 2m trừ 3 nhân xA cộng 3 trừ m. Đó. Từ cái điều trên này thì thầy suy ra IA sẽ bằng tìm M để D1 và D2 cắt nhau tại điểm có tung độ 3. Như vậy là điểm A có tung độ 3 đó kìa. Gọi A là giao điểm thì suy ra là Y của điểm A là sẽ bằng 3. Rồi ta có cái này. Tại sao ta có cái này? Tại điểm A thuộc cả hai đường thẳng mà. Thì từ đây các em suy ra là ta có cái hệ phương trình sau đây. IA sẽ đổi thành 3. Ở dưới IA biết rồi, đổi thành 3 thôi. Rồi từ trên này các em sẽ suy ra XA nè. XA sẽ bằng 1 trừ 3 chia 2. Là bằng âm 1. XA bằng âm 1. Như vậy tới đây ta sẽ thay XA bằng âm 1 vào công thức này. Ta sẽ tìm được là M thôi. Từ đây em sẽ tìm được M. Dùng chức năng tìm X ở trong khoa học V91 ha. 2M trừ 3 tức là 3 trừ 2M. Rồi cộng 3 trừ M. Bằng 3. Bằng 1 kìa. M sẽ bằng 1. Rồi cái này các em bấm máy giùm tôi kìa.
biến đổi chi cho nó mất công, máy tính nó giải cái rẹt mình bấm bấm chi cho nó biến đổi chi cho nó đau đầu. Trừ do căn của 4 trừ 2 căn 3. Căn 15 trừ căn 3, căn 5 trừ 1. Rồi đáp án 1 nha. Đáp án rất đẹp. Để đường thẳng đi qua góc tọa độ thì m phải bằng 0. Thì các em phá tung ra thôi. Các em phá tung ra là y bằng mx này trừ x này rồi cộng cho m. Như vậy là y sẽ bằng m trừ 1 x cộng m. Thì các em ép cái tung độ góc này bằng 0 là đồ thị hàm số đi qua góc tọa độ thôi. Các em vẽ hình liền cho thầy. Cho đường tròn tam ô nè. Đường kính AB bằng 4. Như vậy bán kính bằng 2. H là trung điểm OA. Đường thẳng vuông góc với AB. Cắt đường tròn tại C và D. Tính độ dài AC. Rồi. Dễ dàng chứng minh được ACO là tam giác đều các em. Lúc đó AC sẽ là bằng bán kính luôn, tức là bằng 2. Giờ thầy chứng minh nhanh tại sao nó lại là tam giác đều các em nhé. Rồi thầy có đường tròn, thầy có đường kính AB, rồi thầy lấy trung điểm này. Từ trung điểm này thầy kẻ cái dây vuông góc CD à. Và đây là A nè, đây là B nè, đây là O nè, đây là C, đây là D, còn ở giữa này là H. Như thầy vừa nói là chỗ này vuông góc, chỗ này vuông góc ha. Như vậy là vừa vuông góc mà vừa trung điểm. H là trung điểm OA mà. H là trung điểm của OA. Như vậy chỗ này là vừa trung điểm vừa vuông góc. Như vậy là tam giác CAO cân ở C. Cân ở C thì CO sẽ bằng CA. Mà CO là bán kính. Như vậy CA là bằng 2 luôn ha. Tiếp tục, các em tính bình thường thôi, theo khoa học V91 thôi. X mũ 3 trừ 3 x bình cộng 3 x trừ 3, rồi nhập x vô. Nhập x bằng căn bậc 3 của 2, rồi đem cộng cho 1. Kết quả bằng 0 nha, 0. Khỏi biến đổi nữa. Máy tính nó xử lý được thì mình xử lý luôn cho rồi. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức này thì sẽ bằng 0 thôi. Căn x thấp nhất là bằng 0 khi x bằng 0, và lúc đó là x cũng bằng 0 luôn, cộng lại thì bằng 0. Bài thi số 2. Đặt dế. Điểm 21 nằm trên đồ thị hàm số nào? Các em lấy số 2 thay vào chữ x, số 1 thay vào chữ y, hai bên bằng nhau là được. À, đây thử coi. 2 nhân trừ 2 là trừ 4 cộng 3 là không có bằng 1, bỏ. Đây. 2 trừ 2 cộng 4 là bằng 2, không có bằng 1, bỏ. Đây. 2 nhân trừ 2 là trừ 4 cộng 5 bằng 1. Đây, 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 chỗ này kìa. Để dễ quá. Điều kiện để căn này có nghĩa là x trừ 4 lớn bằng 0, vậy x sẽ lớn bằng 4. Sin bằng 2 phần 3. Vậy cos sẽ bằng gì? Cos của alpha. Cos bình alpha đó.
cốt bình của góc alpha thì sẽ bằng 1 trừ sin bình alpha. Sin bình alpha. Rồi thay vô thôi, 1 trừ do 2/3 bình. Rồi các em bấm máy giùm. 1 trừ trừ cho 4/9 thì bằng 5/9. Đó là cos bình nha. Từ đây suy ra cos của góc alpha sẽ bằng căn 5/3. Đây. Ồ, nó bán sai mà. Chọn nó bán sai. Tôi chết. Cốt bằng căn 5/3. Đây là sai rồi. Làm sao âm được? Đúng không? Chọn luôn. Suy nghĩ chỉ cho mệt. Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng y bằng ax cộng b, trong đó a phải khác không? Như vậy nếu các em ép cái 2m trừ 3 bằng 0 thì nó không phải là hàm số bậc nhất. Vậy m bằng 3/2 là không phải hàm số bậc nhất. Cái này ráp vô tính thôi, gì đâu. Căn của phân số -1 -1 là -2. 2 × 4 là 16. Ở dưới 2 − 1 là 3 × 2 là 9. Rồi cộng cho phân số bên này. 1 − 2 là bằng -1. Ở dưới là -3. Kết quả 5/3. Đây. Song song với trục hoành, đường thẳng mà muốn song song với trục hoành á thì nó phải có dạng là y bằng gì đó em nhé. Đây, đường thẳng mà muốn song song với trục hoành á thì công thức của nó phải có dạng là y bằng một hàng số. Như vậy là x phải triệt tiêu đi, mà muốn x triệt tiêu thì 1/2 − 3m phải bằng 0. Vậy tôi sẽ có là 1/2 − 3m là phải bằng 0. Từ đây các em suy ra m sẽ bằng 1/2 / 3 là 1/6. 1/6 thôi. Đây. Cho các biểu thức này, điều kiện để m và n cùng lúc có nghĩa đó là x lớn hơn 5. X lớn hơn hoặc bằng 5 thì căn x trừ 5 mới có nghĩa. X nhỏ hơn bằng -3 đâu có được. X nhỏ hơn -3 là nó thành số âm rồi. Số âm thì cái căn của x trừ 5 là bể liền. Đúng không? X nhỏ hơn -3 là thầy loại rồi nè. Ví dụ -4 ra đây là chết liền. Đây cũng vậy, bỏ. Vậy còn hai cái này thôi. X phải lớn hơn bằng 5. Lớn hơn bằng 5 thì sẽ lớn hơn bằng -3 thôi. Còn này nhỏ hơn 5 là chết. Nhỏ hơn 5 mà -5 là âm liền. Vậy cái đáp án đúng là cái này các em nhé. Đề dễ nhưng mà dễ bị lừa. À, cái này bấm máy thôi. 1/2 cộng căn 3 trừ cho 1/2 − căn 3 là bằng -2 căn 3. Cái này đáp án này nè. Vẽ hình. Vẽ hình nào. Cho tam giác MON vuông tại O. Thầy vẽ một tam giác vuông. Đường phân giác của góc O
vậy là đường phương giác của góc O nè. Phương thể O chia đôi ra, chia MN thành hai cạnh. O M M O N. Đây là OD, đường phương giác ha. Chia hai cạnh là 6 3/7 và 8 4/7, thì cái này thì gọi là X đi, bên này thì gọi là Y đi. Bên là X, bên là Y ha. Tính diện tích tam giác MON. Chà, căng đó nha. Rồi, bây giờ thầy hướng dẫn giải như sau. Bài này thì cũng đơn giản thôi kìa. Thôi thầy khỏi gọi x, y đi. Thầy làm theo toán học thuần tí luôn, cho các em dễ hiểu ha. Thầy đẩy nó lên đây. Rồi, bây giờ thầy có cái này. Thầy có công thức sau đây. Các em biết đó. OM. OM trên MD, đây là tính chất phân giác ở lớp 8 ha, thì bằng ON trên DN. Chứ gì nữa, tính chất phân giác thôi. Đường phân giác chia cạnh đối diện thành 2 phần tỷ lệ với hai cạnh kề. Rồi thầy bình phương hai bên lên thì ra này. Rồi dùng tính chất giải tỉ số bằng nhau thì nó sẽ bằng là hai cái tử cộng nhau phần hai cái mẫu cộng nhau. OM bình cộng cho ON bình, ở dưới là MD bình cộng cho DN bình, vậy thôi. Vậy tới đây mình suy ra gì bằng cái gì? OM bình cộng ON bình thì sẽ bằng MN bình. Còn ở dưới là MD bình cộng DN bình, các em lấy cộng 6 nè, 3/7, 6 nè, 3/7 bình phương thì bằng là 2025 phần 49 cộng cho DN bình, DN là 8 4/7 bình lên 3600/49 3600/49. Rồi trình tử là bằng gì? MN bình, MN thì các em lấy 6 3/7 cộng 8 4/7 là bằng 15 các em. Vậy là 15 bình ha. Chia cho cái đám dưới này, không biết bằng bao nhiêu đây, nhìn dễ sợ quá. Bấm luôn. 2025 cộng 3600 chia 49 là được chừng đó. Rồi lấy 15 bình chia cho cái phân số đó, 49/25 thì được 49/25. Rồi bây giờ từ đây suy ra OM bình bình phương sẽ bằng MD bình nhân cho 49/25, 49/25 nhân cho MD bình tức là bằng 49/25 nhân cho MD bình là 2025/49 ha. 2025/49 vậy nó sẽ bằng là 2025 chia 25 thôi là bằng 81. Từ đây các bạn dễ dàng suy ra OM sẽ bằng 9 ha.
tương tự. Tương tự DN bình, ON bình. Y như vậy luôn. ON bình sẽ bằng 49 phần 25 nhân cho DN bình. Hay là ND bình đó. Tức là bằng 49 phần 25 nhân cho 3600 phần 49. 3600 phần 49. Vậy nó sẽ bằng là 3600 chia cho 25 là bằng 144 thôi. Từ đây các em suy ra ON sẽ bằng 12. OM bằng 9, ON bằng 12. Đây bằng 9, đây bằng 12. Và diện tích tam giác là bằng 9 nhân 12 chia đôi. Tam giác vuông mà. Hai cạnh có vuông nhân nhau chia đôi. 9 nhân 12 chia đôi. 54. Đây đáp án này. Còn câu nữa. Này lưu nhớ rồi so sánh thôi. Căn 2018 trừ căn 2017. Thì lưu vô nhớ. Rồi căn của 2017 trừ căn của 2016. Thì lưu nhớ. Rồi lấy hai cái đó so sánh với nhau theo kỹ thuật trong V91. A nhỏ hơn cái M nhỏ hơn. M nhỏ hơn N. Như vậy ta đã xong bài thi số 2. Một bài thi nữa xong. Con heo tìm x. X 1. Nhìn vô thấy nhẩm luôn. 1 chiều 1 hết, 1 chiều 1 hết. Ở bên trái còn 2. Bên này 1 cộng 1 phần 1 bằng 2 đúng luôn. Hoặc là dùng chức năng tìm x trong V91 nha. Còn giải bằng biến đổi thì lâu lắm. Tìm x để cái này đạt giá trị lớn nhất. Cái này đã giảm rất kỹ trong V91 rồi. X sẽ bằng 2 thì nó sẽ đạt lớn nhất thôi. Tự làm đi các em. Con rắn. Cái này bấm máy thôi. Căn 28 nè. Trừ 2 căn 3 nè. Cộng căn 7 nè. Được bao nhiêu nhân cho căn 7. Rồi cộng căn 84. 21 bằng 21. Con dê. Cho hai đường tròn. Cho hai đường tròn cắt nhau. Một đường tròn bán kính bằng 13. Một đường tròn bán kính bằng 15. Cắt nhau tại A và B ha. AB là cho biết rồi. AB bằng 24. Tính ô phải. Bán kính này bằng 13. Bán kính này bằng 15. Ô phải thì chưa biết. Đang muốn tính. Rồi, cũng dễ thôi các em. Thầy ghi đó là 13, 15, 24. 24 thì chẻ đôi ra thành 12, 12 đi. Bán kính này 13 nè, bán kính này 15. AB bằng 24 thì đường nối tâm là trung trực của dây chung. Cái định lý đó các em phải nắm cho vững. Vậy là chỗ này 12. Như vậy muốn tìm ô phải ta dùng hệ thức lượng thôi. Ê, từ từ. Tam giác OA ô phẩy đâu phải tam giác vuông đâu mà dùng hệ thức lưỡng. Vậy ta dùng hai cái định lý Pythagore. Này, chỗ này là vuông nè. Bởi vì là đường nối tâm là đường trung trực của dây chung. Chỗ đó thầy đặt tên đi. H đi. Dùng định lý Pythagore trong tam giác AOH
các em sẽ tính được OH sẽ bằng căn của 13 bình trừ 12 bình. Vậy là bằng 5. OH là bằng 5 ha. Theo lý Pythagore, OH bằng 5. Tương tự dùng định lý Pythagore bên này. 15 bình trừ 12 bình. Lấy căn nữa là bằng 9. 9. Vậy là HO phải là bằng 9. HO bằng 5. 9 cộng 5 thì bằng 10. 14. Con khỉ. Cái này bấm thôi cho nó khỏe. Căn 3 cộng căn 2 cộng căn 6 cộng căn 8 cộng căn 16 mẫu căn 2 cộng căn 3 cộng 2 tất cả nhân cho mở ngoặc căn 2 trừ 1. 1 ra đáp án rất đẹp bằng 1 kem. Con mèo. Cái này sẽ bằng 0,008. Số thập phân gọn nhất là bằng 0,008. Thử lại coi, 0,008 bình lên. Tám tám sáu tư, đúng rồi. Rồi đếm sáu số phân, 1, 2, 3, 4, 5, 6 phải một cái, chính xác luôn. Con rồng. Ôi chà, toàn bài bấm máy không vậy, chả có suy nghĩ gì hết. 5 căn 3 cộng căn 50, 5 trừ căn 24 căn 75 trừ 5 căn 2 bằng 1 kìa. Con chuột. Trời, bấm máy không à, chán quá. Căn 3 của 27 mấy thầy ở bộ ra đề chấm chó ọp. Ra đề kiểu này học sinh giỏi toán không phát hiện được. Học sinh mấy đội khác nó cũng bấm máy ngon lành mà. Bằng 3 kìa. Con hổ. Trời đất. Vậy x sẽ bằng 3. 3 rút với 3 là hết. Căn 3 của trừ 1 là bằng trừ 1 như vậy. Con ngựa. Chán quá. Hy vọng nít 2 sẽ gặp nhiều cái khó hơn. Căn 11 cộng 4 căn 7 trừ căn 11 trừ 4 căn 7 là bằng 4. Rồi, các em nhớ đăng ký khóa học V92 của thầy sắp mở nha. Và thầy sẽ mở luôn V93 luôn. Một cái đại, một cái hình, nói thẳng luôn nha. Rồi, các em thấy cái nào yếu thì các em đăng ký. Còn thích thì đăng ký cả hai. V92 thì sẽ dạy về đại, V93 thì sẽ dạy về hình. Ok. Rồi, hẹn gặp lại ở cái nick thi số 2. Tạm biệt các em. Vào trang web của thầy thường xuyên để nắm thông tin.